Sợ nói tiếng Anh bất ngờ chính là nỗi ám ảnh và rào cản lớn nhất khiến bạn chưa đủ tự tin giao tiếp tiếng Anh, và bạn không phải là người duy nhất. Thấu hiểu vấn đề này, IMA đã cho ra đời khóa học tiếng Anh giao tiếp phù hợp với mọi lứa tuổi và trình độ, giáo trình luôn được cải tiến và cập nhật. Dù bạn mất gốc hay bắt đầu bằng con số 0, đến với IMA, chúng tôi cam kết kỹ năng tiếng Anh của bạn sẽ phát triển toàn diện, giúp bạn nghe giỏi, nói thông và phát âm chuẩn. Hãy để IMA Quảng Nam giúp bạn nói tiếng Anh như người bản xứ. Tiếng Anh vững chắc, xuất sắc tương lai.